Cơn bão số 3 với tên gọi quốc tế là Yagi đã gây ảnh hưởng nặng nề ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc cùng nhiều nước ở Nam Á. Đối với Việt Nam, nó thật sự đã đem tới sự kinh hoàng mà nhiều năm rồi chúng ta chưa phải đối mặt. Sau khi đổ bộ vào Quảng Ninh và Hải Phòng và di chuyển thẳng tới Hà Nội cùng các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ vào đêm 7 tháng 9, cơn bão này đã suy yếu trên hành trình di chuyển về phía Tây của mình, gây mưa lớn, ngập lụt ở Lào, Thái Lan, Myanmar. Vào hôm qua thì chính quyền Myanmar đã phải kêu gọi các tổ chức chính phủ nước ngoài hỗ trợ sau khi mưa lũ do hoàn lưu bão Yagi để lại đã khiến hơn 235.000 người phải sơ tán. Tại Thái Lan, trong tuần qua đã có ít nhất 9 trường hợp tử vong do ảnh hưởng của bão Yagi gây lũ lụt và sạt lở. Chính phủ nước này đã phải huy động lực lượng đặc nhiệm của Hải quân để tiến hành sơ tán viện trợ cho người dân. Người anh em của chúng ta là Lào cũng phải kích hoạt biện pháp ứng phó khẩn cấp đối với đợt ngập lụt nghiêm trọng này. Máy bay, tàu thuyền cũng đã được huy động để hỗ trợ người dân vùng lũ lụt. Thế nhưng sau khi càn quét qua nhiều nước ở Đông Nam Á với mức độ phá hủy mạnh như vậy, sáng hôm sau ngày 14 tháng 9, tàn dư của bão Yagi lại tiếp tục mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển của Bangladesh và Ấn Độ và đang tiếp tục gây ra thời tiết xấu ở khu vực này. Cụ thể, vào rạng sáng hôm 13 tháng 9, một vùng áp thấp nhiễu động đã được xác nhận tại vịnh Bengal tại Ấn Độ Dương, được đặt ký hiệu là 93B theo trang Zoomers, dựa trên thông tin từ Trung tâm Cảnh báo Bão Liên Hợp của Hoa Kỳ. Điều đáng nói là vùng áp thấp này được tạo ra một phần từ tàn dư của siêu bão Yagi, đồng nghĩa với việc cơn bão số 3 chưa hề biến mất hoàn toàn. Có thể sẽ có mưa tại hầu hết 5 phân khu hành chính lớn, gồm thủ đô Dhaka, Khulna, Barisan, Chattogram và Sinet. 3 phân khu hành chính còn lại là Mimensai, Rajshahi và Rampur có thể xuất hiện mưa nhỏ, Cục Khí tượng Bangladesh thông báo hôm 13 tháng 9. Theo nhà khí tượng học người Bangladesh, ông Omar Farooq cho biết đã có mưa lớn đến rất lớn ở các khu vực thủ đô Dhaka, Khulna, Barisan và Chattogram trong suốt ngày hôm qua. Ông Omar Farooq còn cho biết thêm rằng do mưa lớn nên có nguy cơ xảy ra lở đất ở một số nơi thuộc vùng núi thành phố Chattogram phía đông nam Bangladesh. Trong khi đó, theo báo cáo của tờ Hindustan Times Ấn Độ, các chuyên gia thời tiết nước này dự đoán những tàn dư của bão Yagi có thể hợp nhất với một cơn áp thấp nhiệt đới ở gần bang Odisha, miền trung Ấn Độ. Những diễn biến này đã xảy ra đúng theo những gì được báo cáo trên tờ India Today, khi vùng gió xoáy là tàn dư của siêu bão Yagi từng gây thảm họa cho khu vực Đông, Đông Nam Á đã tăng sức mạnh đáng kể khi đi qua vịnh Bengal, nơi có vùng nước ấm thường được coi là nhiên liệu cho các cơn bão. Vùng gió xoáy này đã mạnh lên nhiều khi dần đi di chuyển về phía Tây và các mô hình dự báo của các cơ quan thời tiết Ấn Độ và chính xác thì nó đã phát triển trở lại thành áp thấp nhiệt đới trong 48 giờ tới sau dự đoán. Bên cạnh đó, áp thấp nhiệt đới do bão Yagi hình thành còn gặp được điều kiện thuận lợi là được kết hợp với vùng áp thấp đang hoành hành tại miền trung Ấn Độ, vậy nên các vùng gió xoáy mới đủ điều kiện trở thành áp thấp nhiệt đới mới. Tuy nhiên, khi đến vịnh Bengal, tàn dư của bão Yagi đã không còn sức mạnh nên khả năng lớn là nó sẽ không gây nhiều hậu quả hay thiệt hại nặng nề tại Ấn Độ hay Bangladesh như khu vực Đông Nam Á. Còn theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên Hợp của Mỹ thì sức gió duy trì tối đa của áp thấp 93B được hình thành từ các luồng gió xoáy của bão Yagi hiện chỉ có sức gió khoảng 30 km/h, thế nên chưa cần đưa ra cảnh báo đối với nó. Thế nhưng vẫn phải công nhận rằng siêu bão Yagi càn quét qua nhiều khu vực trong tuần qua là một thảm họa với sức tàn phá mạnh ngoài sức tưởng tượng. Chính từ việc nó có các luồng đối lưu hoạt động mạnh cũng như sức gió mức cao đã khiến cho cơn bão này thậm chí còn chưa tan sau khi đổ bộ qua nhiều nước Đông Nam Á và biến thành áp thấp nhiệt đới trên vịnh Bengal. Và nếu tôi nói việc bão Yagi mạnh bất thường như vậy còn có một phần trách nhiệm của con người, liệu các bạn có tin hay không? Từ trước khi siêu bão đổ bộ vào khu vực Biển Đông, bão Yagi đã được dự báo là có khả năng trở thành cơn bão mạnh nhất trong lịch sử ở Biển Đông và bão mạnh nhất thế giới năm 2024. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, kỷ lục cơn bão mạnh nhất năm trước đó do bão Jungu ở Nam Ấn Độ Dương nắm giữ. Còn Trung tâm Cảnh báo Bão Liên Hợp của Mỹ cũng gọi Yagi là siêu bão ngay từ khá sớm. Điều đó cho thấy cơn bão này được quan tâm đến như thế nào, cũng như việc nó có thể mạnh lên ra sao. Suboki Kajusia, giáo sư tại Trường Đại học Quốc gia Nagoya và Yokohama của Nhật Bản, chuyên gia đã phân tích đường đi của các siêu bão từ năm 1980 đến năm 2023 cho biết rất hiếm khi có một siêu bão mạnh như Yagi đi qua khu vực Biển Đông. Thậm chí cả việc siêu bão Yagi đổ bộ vào khu vực Hải Nam Trung Quốc là chuyện rất hiếm khi xảy ra. Từ trước đến nay, hầu hết các cơn bão đổ bộ vào hòn đảo này đều được phân loại là từ mức yếu đến trung bình.
Từ năm 1949 đến năm 2023, 106 cơn bão đổ bộ vào hòn đảo được mệnh danh là Hawaii của Trung Quốc, nhưng trong số đó chỉ có 9 cơn bão được phân loại là siêu bão, chiếm khoảng 10%. Giáo sư Suboki Kajosia cho rằng nhiệt độ bề mặt biển ấm hơn bình thường, hiện ở mức khoảng 30 độ C, là một lý do để giải thích hiện tượng này. Theo các nhà khoa học, các cơn bão đang ngày càng trở nên mạnh hơn, được thúc đẩy bởi việc các đại dương ấm hơn trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra. Yagi không phải cơn bão duy nhất đánh vào đất liền và gây chú ý trong thời gian gần đây. Trước đó một tuần thì cơn bão San San đã tấn công vào phía tây nam Nhật Bản, gây ra nhiều thiệt hại. Đây cũng chỉ là cơn bão mạnh nhất tấn công quốc gia Đông Á này trong nhiều thập kỷ qua. Khi bề mặt đại dương ấm lên, các cơn bão trở nên mạnh hơn nhờ vào việc cung cấp năng lượng dồi dào từ đây. Nước biển ấm giúp tăng cường quá trình bốc hơi nước, chuyển hóa nước thành hơi nước chứa năng lượng tiềm tàng. Khi hơi nước này di chuyển lên trên và gặp không khí lạnh, nó ngưng tụ thành mưa và giải phóng nhiệt vào không khí, làm giảm áp suất không khí ở trung tâm cơn bão. Sự giảm áp suất này dẫn đến việc tăng tốc độ gió xung quanh cơn bão, làm cho cơn bão trở nên mạnh mẽ hơn. Nhiệt độ nước biển cao hơn cũng thúc đẩy sự đối lưu mạnh mẽ, tạo điều kiện cho các mạch đối lưu phát triển, làm tăng cường độ của bão. Đó cũng là những gì đã xảy ra khi các vùng gió xoáy sau cơn bão Yagi còn tồn tại khi gặp điều kiện thuận lợi là vùng biển ấm tại vịnh Bengal đã mạnh trở lại và trở thành áp thấp nhiệt đới có tên là 93B. Ở thời điểm hiện tại, thực tế là các vùng biển trên thế giới vẫn đang ấm lên bất thường trong hơn một năm qua. Nhiệt độ bề mặt biển trung bình tháng 8 năm 2024 đạt tới mức 20,88 độ C, mức cao thứ hai từng được ghi nhận và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với mức kỷ lục được ghi nhận vào tháng 7 năm 2023. Sự nóng lên toàn cầu do con người đốt nhiên liệu hóa thạch đang mở ra một kỷ nguyên mới của những cơn bão lớn hơn, chết chóc hơn. Ben Clegg, nhà nghiên cứu tại Viện Grantham về biến đổi khí hậu và môi trường thuộc Đại học Hoàng gia London Anh cho biết. Vậy nên có thể thấy rằng hiện tượng biến đổi khí hậu với sự gia tăng nhiệt độ trên toàn cầu làm cho nước biển ấm lên, dẫn đến việc các cơn bão có xu hướng mạnh hơn, gây ra gió mạnh và mưa lớn hơn, cùng với những tác động nghiêm trọng như lũ lụt và thiệt hại lớn cho cơ sở hạ tầng, môi trường tại nhiều quốc gia. Và rõ ràng, tác nhân chính gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu là các hoạt động phát thải khí CO2 của con người. Vậy nên các nước cần sớm thúc đẩy các hành động nhằm hạn chế điều đó trước khi mọi thứ trở nên quá muộn màng.